Xin chào quý vị và các bạn. Trong kỳ phát sóng này, chúng tôi xin được chia sẻ các kiến thức thực tế ngắn gọn về đất nước, con người, văn hóa Nhật Bản. Hy vọng với các kiến thức này sẽ giúp ích cho những bạn sắp đi tu nghiệp, chuẩn bị du học và những bạn muốn tìm hiểu về đất nước Nhật Bản. Điều thứ nhất, nước máy tại Nhật có thể uống ngay. Tuy nhiên, phần lớn người Nhật cho rằng nước máy không ngon và họ thường mua nước tinh khiết đóng chai. Điều thứ hai, ở Nhật Bản hầu như không mất điện. Điều thứ ba, mỗi khi bạn đi tàu mà có thông báo Jinshinjiko thì gần như chắc chắn đã có người nhảy tàu tự sát. Tỷ lệ tự sát ở Nhật rất cao, khoảng 30.000 người một năm. Lý do tự sát là trầm cảm, bế tắc. Nhật Bản không phải là nước dẫn đầu về tự sát. Quán quân là Nga và sau đó là một số nước Đông Âu. Điều thứ tư, trái hồng hay còn gọi là kaki có thể ăn ngay, rất ngon và hoàn toàn không chát và không cần ngâm như hồng Việt Nam. Có nhiều giống hồng với hình dáng quả và vị ngon khác nhau. Nhiều nhà Nhật Bản, người ta trồng hồng trong vườn nhưng hoàn toàn không ăn mà để rụng hết. Lý do đơn giản là họ sợ không an toàn thực phẩm. Điều thứ năm, Nhật Bản là quốc gia duy nhất bạn không lo đói, kể cả giữa đêm khuya. Các quán ăn như Matsuya, Yoshinoya mở cửa 24 giờ, các cửa hàng tiện lợi và một số siêu thị cũng mở cửa 24 giờ. Các bạn có thể đi ăn vào bất kỳ lúc nào. Điều thứ 6, bạn có thể đi dạo vào giữa đêm khuya trên một con đường vắng. Người Nhật có thói quen lịch sự là đi cách xa bạn, hoặc lùi sau hẳn, hoặc tiến lên hẳn để không làm bạn lo lắng về sự an toàn cá nhân. Khi vượt ngang nhau, họ cũng đánh vòng rất xa để tránh gây phiền về tâm lý cho bạn. Điều thứ 7, nhiều thanh niên Nhật sống về đêm, nhiều người đến các quán ăn vào 3, 4 giờ sáng. Điều thứ 8, người Nhật mê truyện tranh, bất kể tuổi tác. Lý do, đi tàu chẳng biết làm gì ngoài đọc truyện tranh giết thời gian. Điều thứ 9, phần lớn người Nhật sử dụng tàu điện làm phương tiện đi lại. Họ đi bộ ra ga, lên tàu, xuống tàu, ra khỏi ga và đi bộ tới trường hoặc nơi làm việc. Điều thứ 10, tàu điện ở Nhật chính xác từng phút. Điều này khác châu Âu và Mỹ nơi tàu điện có thể đến trễ hoặc bỏ chuyến. Điều 11, một ngày trung bình người Nhật dành 1 giờ đến 3 giờ ngồi trên tàu để đi học và đi làm. Điều 12, một nhân viên công ty ở Nhật Bản thường ở công ty từ 10 tiếng tới 16 tiếng một ngày. Lý do, người Nhật rất e ngại nếu về trước cấp trên. Điều 13, không khí tại Nhật rất trong lành. So với các thành phố lớn của Trung Quốc hay Việt Nam thì Nhật Bản là thiên đường về không khí sạch. Điều 14, ở Tokyo có nhiều công viên để các bạn nghỉ ngơi, thư giãn. Trong mọi khu dân cư đều có công viên. Điều 15, ở Tokyo các bạn sẽ không lo về vấn đề nhà vệ sinh. Chỉ cần vào bất cứ siêu thị thực phẩm, siêu thị điện máy hay trung tâm thương mại là sẽ có nhà vệ sinh. Điều 16, có những người đàn ông Nhật mặc com lê, thắt cà vạt rất lịch sự, tay xách cặp đi làm nhưng ra công viên ngồi cả ngày. Họ là những người thất nghiệp và không muốn bất mặt với gia đình. Điều 17, người Nhật không xin ăn. Nếu không có gì ăn họ sẽ đi lượm lon bán ve chai, ngủ trong thùng cát tông, kiếm thức ăn thừa từ các cửa hàng tiện lợi, quán ăn. Điều 18, ức hiếp hay còn gọi là ijime, đây là vấn đề lớn của xã hội Nhật. Họ vẫn đang tìm mọi cách bài trừ. Lý do, người Nhật cảm thấy mất danh dự khi bị ức hiếp nên thường giấu giếm và không phản kháng. Ở Việt Nam chúng ta thì ngược lại, trả thù ngay, đến đâu thì hay đến đó, gây ra những vụ án lãng xẹt, thường chỉ từ cái nhìn đểu và lời thách thức. Điều 19, cảnh sát Nhật Bản rất lịch sự và thân thiện. Có lẽ cảnh sát Nhật là những người mẫu mực nhất thế giới. Họ thường đi tuần trên xe đạp màu trắng. Điều 20, nếu bạn tỏ ra là người nước ngoài thì có thể thỉnh thoảng bạn sẽ bị cảnh sát Nhật hỏi giấy tờ. Vì các vụ ăn cắp xe đạp vẫn diễn ra, họ kiểm tra xem xe bạn có hợp pháp hay không. Điều 21, xe đạp ở Nhật có thể dựng ở siêu thị, cửa hàng. Tuy nhiên, nếu bạn để vào những chỗ cấm để xe, xe bạn có thể bị hốt. Điều 22, khi bạn mua xe đạp ở Nhật, cửa hàng xe đạp sẽ làm đăng ký chống bất cấp cho bạn với giá 500 yên. Xe bạn sẽ được dán một mã số với thông tin bạn đăng ký. Việc đăng ký này
bạn có thể không làm cũng được. Điều 23. Nếu bạn không đăng ký chống mất cấp cho xe đạp, khi xe của bạn bị mất, bị hốt do để sai chỗ, thì bạn sẽ khó tìm lại được. Ngoài ra, nếu bạn có đăng ký thì khi cảnh sát chặn họ lại, sẽ dễ dàng gọi về trung tâm để xác minh đó là xe của bạn. Điều 24. Nếu xe bạn bị hốt do để sai chỗ, một giấy báo sẽ gửi về địa chỉ đăng ký, nơi mà bạn đã làm đăng ký chống mất cấp. Bạn đến địa chỉ lưu xe, cùng với giấy tờ tùy thân và nộp phạt 3.000 yên rồi lấy xe về. Nếu bạn không có giấy báo do đã chuyển địa chỉ chẳng hạn, thì lên mạng tra xem khu vực bạn để xe sẽ bị hốt về bãi xe nào và đến đó tìm. Điều 25. Có cần nhiều tiền để sống tại Nhật Bản không? Câu trả lời là không. Ngay tại Tokyo bạn vẫn có thể chi tiêu tiết kiệm. Cụ thể, bạn có thể thuê nhà 25.000 yên và tự nấu ăn, tổng chi phí không quá 45.000 yên một tháng. Bạn chỉ cần làm thêm 12 giờ một tuần là có được số tiền này. Điều 26. Bạn không cô đơn ở Tokyo, vì bạn rất cô độc ở đó. Điều 27. Động đất nhẹ xảy ra thường xuyên tại Nhật, bạn sẽ thấy nhà cửa rung lắc. Lúc đầu thì sợ nhưng sau sẽ quen dần. Nhật Bản xảy ra vài trăm vụ động đất nhỏ hàng năm, phần lớn không cảm nhận được. Điều 28. Mọi người thường nghĩ rằng Nhật Bản dự báo được động đất, nhưng sự thực không phải như vậy. Cơ quan chống động đất chỉ thông báo trên TV ngay sau khi ghi nhận được chấn động xảy ra. Họ sẽ thông báo tâm chấn ở đâu, độ rung lắc là bao nhiêu và có nguy cơ sóng thần hay không. Điều 29. Nhà cửa ở Nhật đều thiết kế chống động đất. Các nhà dân chống động đất bằng nhà gỗ và các hệ thống neo, móc. Các tòa nhà cao tầng là nơi có thiết kế chống động đất tốt nhất. Ở Nhật không bao giờ có nhà lắp ghép tấm bê tông hay nhà gạch vì lý do động đất. Điều 30. Khi có động đất nên chui xuống gầm bàn hoặc nấp vào chỗ an toàn. Việc chạy ra ngoài rất nguy hiểm vì nhiều thứ sẽ rơi vào người bạn và làm bạn bị thương. Thực tế này trái với suy nghĩ của nhiều người là phải chạy ra ngoài chỗ trống ngay. Cách bạn nên làm khi xảy ra động đất đó là nấp vào đâu đó, nếu có chăng thì trùm lên để tránh bị giật rơi. Khi cơn động đất mạnh đã qua đi thì mới tìm đường ra ngoài. Bạn nên mở sẵn cửa và tắt ga nếu có thể khi động đất xảy ra. Điều 31. Động đất không trực tiếp gây ra nhiều cái chết như nhiều người nghĩ. Thực tế là số người chết vì nguyên nhân trực tiếp không nhiều, mà chết vì cháy, ngạt do nổ ga hay bị vùi lấp. Điều 32. Nhật Bản là xã hội thẳng đứng, theo nghĩa là người đi trước, các senpai có quyền tuyệt đối với người đi sau. Những người đi sau phải tôn trọng, lễ phép và làm theo chỉ dạy của senpai. Điều này ở mọi nơi, từ trường học, công ty, chỗ làm thêm, câu lạc bộ. Thế nào cũng sẽ có người xưng là senpai và đòi nhảy lên đầu lên cổ bạn. Điều 33. Các thành phố lớn của Nhật dùng hệ thống đường ống dẫn ra nối trực tiếp đến nhà dân mà không dùng bình. Ở vùng nông thôn thì dùng bình, nhưng công ty sẽ kiểm tra và thay thường xuyên mà không làm phiền bạn. Khi mua bếp ga, bạn phải kiểm tra cẩn thận xem nhà bạn dùng loại nào, vì nếu mua sai sẽ phí tiền. Điều 34. Xã hội đen hoạt động hợp pháp tại Nhật Bản. Họ chuyên đòi nợ thuê, bảo kê các khu ăn chơi. Họ cũng có văn phòng, sơ đồ tổ chức, khu vực hoạt động và tất cả đều phải đăng ký với cảnh sát. Xã hội đen của Nhật Bản sẽ không tấn công dân thường, vì làm như vậy sẽ mất danh dự và bị cảnh sát sờ gáy. Bạn sẽ chỉ gặp rắc rối khi đi vui chơi mà quỵt tiền hay quậy phá gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của các khu đó. Những người đứng đầu xã hội đen ở Nhật Bản có thể là những người khá dễ mến và trọng danh dự. Điều 35. Nhật Bản là nhà nước pháp quyền, trong đó mọi người đều tuân thủ tuyệt đối pháp luật. Các cơ quan hành chính của Nhật không hề có nhũng nhiễu, hạch sách. Tất cả đều làm việc chuyên cần và lịch sự. Đó là đức tính trọng danh dự và trách nhiệm của người Nhật. Điều 36. Nhật Bản rất ít trộm cắp. Nhiều người ở Nhật Bản họ không hề khóa cửa nhà. Nếu bạn có lỡ để quên máy tính, ví tiền, đồ đạc trên tàu điện, thư viện, nơi công cộng, thì hầu như bạn sẽ tìm lại được. Nhật Bản có tầng lớp trung lưu lớn. Đồ và hàng hóa không phải thứ có giá trị lớn và cũng không có nơi tiêu thụ. Việc làm thêm để kiếm sống ở Nhật khá dễ dàng. Điều 37. Người nước ngoài có những đường dây ăn trộm và tiêu thụ đồ ăn trộm tại Nhật Bản. Họ đánh xe đi trộm cắp tại các siêu thị và bán lại cho người nước ngoài. Điều 38. Akihabara là thiên đường đồ điện tử nằm ở trung tâm Tokyo và nổi danh khắp Nhật Bản.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, đồ điện tử ở Akihabara không hề rẻ. Bạn muốn mua rẻ thì nên mua trên mạng qua trang kakaku.com. Akihabara chỉ dành cho khách du lịch mua hàng là chính. Điều 39, tầng lớp otaku là những người mê truyện tranh và các nhân vật trong truyện tranh. Họ chìm đắm trong thế giới ảo mộng của truyện tranh và thường là thiếu cách giao tiếp trong đời sống thực. Tầng lớp otaku thường bị khinh miệt trong xã hội Nhật Bản như những kẻ lập dị. Điều 40, Tokyo được dự báo sẽ có động đất lớn trong vòng 30 năm. Đây là kết quả dựa trên mô phỏng và tính toán địa chất. Tuy nhiên, những động đất lớn gần đây đã làm thay đổi ước tính xuống còn 7 năm. Người Nhật đang ráo riết chống thiệt hại cho Tokyo khi động đất xảy ra và tìm cách chuyển thủ đô ra vùng khác. Trên đây là những kiến thức ngắn gọn về đất nước, con người, văn hóa Nhật Bản mà bạn có thể muốn biết. Đến đây, chúng tôi xin tạm kết thúc kỳ phát sóng. Hy vọng sẽ nhận được ủng hộ từ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!